Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 27, giảm một số, đi một số lần. Vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra. Trang số 69 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Câu A này, 36 giảm đi 2 lần. Đó. 36 này. Giảm 2 lần tức là chia cho gì? Chia cho 2. Được chưa? 3 chia 2 được 1. 1 x 2 là 2. 3 trừ đi 2 bằng mấy? 1. Hạ 6 chúng mình được 16. 16 chia 2 được 8. 8 x 2 16. 16 trừ 16 bằng 0. Như vậy thì nó sẽ là 10. 18. Ok. Rồi, câu B này, 48 mà giảm đi mấy? 6 lần. 48 này, giảm đi 6 lần, tức là 48 chia 6. À, 48 chia 6 thì các em biết rồi, trong bảng chia 6 đúng không? Sẽ là mấy? 8. Được chưa? Rồi, câu C này, 45 giảm đi 3 lần. 45 này, giảm đi 3 tức là chia cho 3. 4 chia 3 được 1. 1 nhân với 3 bằng 3. 4 trừ đi 3 thì bằng 1. Hạ 5 ta được 15. 15 chia 3 bằng 5. 5 nhân 3 10. 15. 15 trừ 15 bằng 0. Như vậy nó sẽ là bao nhiêu? 10. 15. Ok chưa? Dễ dàng, đúng nào. Rồi, sang bài 2. Viết gấp hoặc là giảm vào chỗ chấm cho thích hợp. À, như vậy ở đây, các em thấy này, 24 này, gấp hay là giảm 4 lần thì bằng 6. Thì chúng ta sẽ thấy này, 24, nếu mà gấp 4 lần, thì nó có bằng 6 không? Không, đúng là, nếu 24 giảm thì chúng mình sẽ dùng phép chia, đúng không? Gấp này, thì chúng ta dùng phép tính gì? Nhân. Đúng không? Giảm thì mình phải làm sao? À, dùng phép tính chia. Vậy thì 24 chia 4 bằng 6, đúng không? Vậy thì đây mình sẽ ghi chữ gì? Giảm. Được chưa? Rồi. Tương tự câu B. 72 mà gấp 6 lần thì có bằng 12 được không? Không, đúng không? Do vậy 72 này cũng sẽ chia cho 6 này. Đó, giảm đi đúng không nào? 7 chia 6 được 1, 1 x 6 là 6, 7 trừ 6 bằng 1, 12 chia 6 bằng 2. Đúng chưa? Đấy, như vậy đây cũng sẽ là gì? Giảm 6 lần. Ok. Rồi, câu C. 48 gấp hay là giảm? Đấy, các em thấy đây là 96 này. Thì 48 này nhân cho 2 coi. Kem nhẩm 8, 2, 16 với 6 nhớ 1. 2 x 4 là 8 nhớ 1 là 9. Như vậy đây sẽ là gì? Gấp 2 lần. Đúng không? Đấy. Gấp 2 lần. 56 này. Bây giờ 56 này. Mà gấp lên 4 lần. Chúng ta nhân cho 4. Thì số này kem thấy là 14 này. 56 này. Nên gấp này người ta không dùng nhá. Vậy thì nó sẽ rơi vào trường hợp 56 giảm đi 4 lần. Ta đặt phép chia. 5 chia 4 được 1. 1 x 4 là 4. 5 trừ 4 bằng 1. Hạ 6. 16 chia 4 bằng 4. 4 x 4 16. 16 trừ 16 bằng 0. Như vậy cái này sẽ làm sao? À, giảm. Giảm 4 lần. Được chưa? Xong. Sang bài số 3. Bác Bình thu hoạch được 78 kg cam.
Tuy nhiên, do không bảo quản đúng cách, nên một nên có một lượng cam bị hỏng. Rồi, số kg cam còn lại so với lúc đầu giảm đi 3 lần. Hỏi bác Bình còn lại bao nhiêu kg cam? À, như vậy các em thấy đây này. 78 này. 78 kg cam là lúc đầu đúng không? Vậy thì còn lại nó giảm đi 3 lần, tức là gì? Chúng ta sẽ chia nó cho 3. Xác định được phép tính dựa vào câu hỏi trả lời thôi. Hỏi bác Bình còn lại bao nhiêu kg cam? Chúng mình sẽ trả lời số kg cam. Đúng không? Ai? Bác Bình. Bác Bình còn lại là, được chưa? Đấy, còn lại là 78, các em chia cho 3. 78 này chia cho 3 này. 7 chia 3 thì được mấy? 2, 2 x 3 là 6. 7 trừ 6 bằng 1. 18 chia cho 3 được mấy? 6, đúng là 6 x 3 10. 18, 18 trừ 18 bằng 0. Như vậy bác chỉ còn bao nhiêu? 26 kg. Và đến đây chúng mình ghi đáp số thôi, đúng không? Như vậy thì số kg cam bác còn lại là 26 kg. Ô văn kê. Rồi, bài 4. Viết gấp 2 lần hoặc là giảm 3 lần vào chỗ chấm. À, cũng giống như trên thôi, đúng không nào? Như vậy các em thấy này, 18 này, nếu mà gấp 2 lần, tức là 18 nhân cho 2 thì có bằng 6 được không? Không. Do vậy thì chúng ta chỉ có đây là chữ giảm 3 lần thôi, đúng không nào? Chắc chắn 18 này giảm đi 3, tức là 18 chia 3 thì có đúng bằng 6 không? Đúng bằng 6. Vậy thì đây mình sẽ ghi chữ gì? Giảm 3 lần. 18 giảm 3 lần. Đấy, thì được 6, đúng không nào? Giờ 6 này, đây là bao nhiêu? 12. Vậy thì 6 gấp lên 2 lần, đúng không nào? 6 x 2 sẽ là 12. Vậy đây mình sẽ dùng từ gấp mấy? 2 lần. Ok. Dễ như ăn kem, đúng không nào? Rồi, tương tự nào. 18 này, nếu mà giảm đi 3 lần thì ra 36 được không? Không. Do vậy đây chắc chắn là gì? Phải gấp lên 2 lần. Đúng không? Không cần phải đặt tính nữa, đúng không? Gấp 2 lần. Và 36 đây chắc chắn là gì? Không thể gấp 2 lần nữa. Vậy thì sẽ là giảm. Giảm gì? 3 lần sẽ được 10. 12. Ok. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái tiết số 1 cái bài này nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình.